Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên logo các nhà mạng, ví dụ như là Viettel, Mobi, Vinaphone. Thì cái phần mềm này thì nó đổi tên nhà mạng thì nó có hai hệ điều hành, kể cả hệ điều hành Android đến iOS. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi logo trên này, thiết bị Android. Rồi, ok. Chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi logo như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình đây. Thì cái điện thoại của mình thì nó không hiện được cái tên logo. Được các bạn, nó chỉ hiện ở cái vạch sóng thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên trên các thiết bị Android. Tốt nhất là từ Android 7 trở xuống là rất ok. Nó sẽ không bị lỗi. Nếu Android từ 7 trở lên thì nó có thể chồng lên nhau, nhìn rất là xấu. Mình khuyên các bạn tốt nhất là nên thực hiện trên Android 7 trở xuống là ok nhất. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào vấn đề luôn. Để làm được điều này chúng ta phải lên trên chất Play để chúng ta tải về phần mềm là Inoty để đào về. Đây các bạn gõ từ Inoty đây này, nó sẽ hiện ngay ở mục đầu tiên này. Thì phần mềm này chủ yếu là dành cho iOS nhưng mà kể cả Android ta dùng vẫn ok. Mình sẽ đào về, mình sẽ chỉ các bạn cách thay đổi cái logo trên màn hình điện thoại Android. Phần mềm này rất là nhẹ thôi, lát nữa nó sẽ đào xong mình sẽ mở lên để làm cho các bạn xem. Rồi ok, thì bây giờ mình đã đào xong, mình sẽ mở lên. Thì trước tiên mình sẽ thoát ra đã để cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là phần mềm mình vừa đào về. Thì các bạn để ý ở trên màn hình này thì nó sẽ không có cái chữ mà mình muốn nó xuất hiện. Bây giờ mình sẽ đổi tên cái logo này thành một cái tên theo ý muốn của mình. Thì bạn kéo xuống, bạn thấy bạn click vào chỗ là đổi tên mạng thì bạn đặt tên ở đây, là nó cho phép chúng ta đổi tên ở đây. Mình sẽ viết tên của mình đi, Hồ Khánh VK. Đây các bạn, rồi các bạn nhấn ok và các bạn sẽ kéo xuống thì cái mục đầu tiên này các bạn thấy này, kích hoạt và hủy bỏ, tức là chúng ta kích hoạt cái chữ đó lên hoặc là chúng ta không muốn nó xuất hiện thì chúng ta có thể tắt nó đi. Thì ở đây có hai mục, thì các bạn quan tâm cho mình cái mục đầu tiên này, Inoty, bạn bật cho mình lên. Rồi các bạn thấy ngay trên màn hình của mình nó xuất hiện luôn chữ Hồ Khánh VK đây. Mình thoát ra nó vẫn xuất hiện đây các bạn thấy này, ở góc trái màn hình nó có hiện là cái vạch sóng và cái tên của mình đây. Nếu các bạn không muốn nó xuất hiện thì các bạn có thể tắt lại kích hoạt, bạn có thể ấn vào đây. Đấy, nó đã biến mất. Đây các bạn thấy, nó đã biến mất. Bây giờ để kích hoạt lại thì chúng ta chỉ việc click vào đây là nó sẽ hiện lại cho chúng ta. Đây. Rồi. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cái phần mềm mà thay đổi logo các nhà mạng. Nếu các bạn thấy cái video của mình chia sẻ hay, hữu ích thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và chúc tất cả các bạn luôn thành công trong cuộc sống.